Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi sẽ tặng cho quý vị và các bạn những cái kiến thức cơ bản về bộ luật dân sự các bạn ha. Thì các bạn biết rồi, năm 2019 thì chúng ta áp dụng bộ luật dân sự năm 2015. Thì bộ luật dân sự năm 2015 có hiệu lực năm 2015 các bạn ạ. Có tổng cộng là 689 điều các bạn ha. Hôm nay thì tôi sẽ tặng cho quý vị và các bạn một cái quy định của pháp luật về di chúc và quyền của người lập di chúc. Thú thật với quý vị và các bạn, rất là nhiều lần tôi mong muốn chuyển tải cái thông tin của cái di chúc đến cho mọi người. Tuy nhiên điều đó cũng rất là khó. Và hôm nay thì bằng cách rất là cố gắng đưa thông điệp này đến cho mọi người. Và tôi nghĩ rằng trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta chắc chắn sẽ giúp cho không phải là một người mà là 100, 1.000 người các bạn nhé. Dĩ nhiên trong cái việc mà quay màn hình nó có còn nhiều điều hạn chế. Thì các bạn biết rồi, điều 624 di chúc. Di chúc là gì? Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Các bạn biết rồi, nếu như trong trường hợp mà tôi có một cái nhà mà tôi muốn để lại cho con tôi sau khi chết, tôi có hai đứa con, tuy nhiên là tôi chỉ để cho một đứa con thôi, thì tôi có thể đến phòng công chứng tôi lập di chúc. Ông A, ông có một cái cổ phần trong công ty và ông có một cái sổ tiết kiệm là 1 tỷ đồng với lại hai cái căn nhà. Tuy nhiên ông có tổng cộng là 4 đứa con. Thì ông nói rằng là 4 đứa con này sẽ được hưởng 2 căn nhà. Còn riêng cái sổ tiết kiệm thì cho một cái tổ chức thiện nguyện. Số cổ phần trong cái công ty thì ông sẽ cho người con gái út. Đó là cái sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển cái tài sản của người khác sau khi chết. Và vấn đề thứ hai là quyền của người lập di chúc. Thì các bạn biết rồi, chúng ta có những người lập di chúc có tất cả rất là nhiều quyền theo quy định của Bộ Luật Dân sự. Thì họ có tổng cộng là 5 quyền. Quyền là chỉ định người thừa kế trước quyền hưởng di sản của người thừa kế. Các bạn biết rồi, chỉ định người thừa kế thì dễ rồi. Chỉ định có thể chỉ định cho con cái, cháu, người trực hệ, cũng có thể là người không có, như là tổ chức thiện nguyện nè, nhà thờ, rồi chùa, hoặc là cho một cái tổ chức nào đó, hoặc trước quyền hưởng di sản thừa kế. Anh con trai này con tôi thiệt, nhưng mà thực sự là ảnh lêu lỏng lắm, cho nên sau khi chết thì tôi sẽ không cho ảnh hưởng được di sản. Cái quyền thứ hai đó là cái quyền phân định di sản cho người thừa kế. Các bạn biết rồi, phân định thì hồi nãy tôi vẫn có nói, có thể rằng là người lập di chúc họ chia đều, cũng có thể là chia theo một cái tỷ lệ nào đó cho từng người hưởng thừa kế. Thì tôi cũng có một cái vụ việc đó quý vị và các bạn. Sau khi ông mất thì ông để lại 100 triệu cho nhà thờ, còn số tiền còn lại thì ông để cho người con út. Còn phần di sản thì ổng chia đều cho các con. Số 3 là dành một phần trong khối di sản để di tặng thờ cúng. Thì có một số người lập di chúc thì thường thường có một số anh chị em thì mang một cái tính gia trưởng, già út ăn nghèo út chịu, giao cho người con đầu hoặc là người con gái út sẽ quản lý di sản và thờ cúng chẳng hạn. Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản và người phân chia di sản. Vậy nha quý vị và các bạn, chúng ta có 5 cái quyền của người lập di chúc. Và đây là phần tiếng Anh của tôi. Today I tell you about the basic legal in Vietnam. You know, in Vietnam, the civic court 2015, they total 6,000
89 article. Yeah, today I tell you about article 624 will and article 626 write up testator. Why I give you some will in civil court in Vietnam. You know, when I go to the notary, I have one a pupil. They talk to me. You are a lawyer in Vietnam, but in Vietnam have the court will. Yeah, I at that time I was very embarrassed because I'm very nervous because I don't have English to legal English to explain to him, so that I try the best to help him to explain the civil court in Vietnam. Yes, of course, in Vietnam they have article 624 will in the civil court. Will mean an expression of wishes of the natural person make in order to bequeath his or her property to other after his or her death. And another article, right of testator. There are 5 points. Appoint heir to deprive an heir of right to inherit the estate. Determine to part of estate with it her is entitled to, and reserve part of estate as gift for worship purpose. Decide heir to perform obligations upon a custodian of will and administrator of the estate and distributor of estate. Thank you for listening. You know, it's the first time I try the best to help you to explain a basic legal basic will and right of testator. If you contribute or connect with us, thanks. Will and right of testator. If you contribute